Ladies and gentlemen, xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón học sinh giỏi quốc gia môn hip hop Anoli. Bước chân xuống là các bạn ngước lên mỗi khi trường phát. Phần thưởng là bé lại được sướng tên kính cất bảy. Đi ốp thì học mà quá như đi o như là anh bộ đội. Cặp sách 27 kg. Bước vào lớp như là ngôi sao sáng. Cô khoanh tay các bạn xếp vào hàng. Chỗ bé ngồi một mình và bao thoáng. Hướng 12 giờ view toàn bảng vì bé không muốn bị ai làm phiền. Người thành công nên phải đi đường riêng, làm người không được làm biếng. Có biết là ba má lại đi đường quyền. Lúc các bạn ra chơi thì bé ngồi học, lúc các bạn ngồi học thì bé ngồi học. Nhiều lúc bé tủi thân ngồi khóc, khóc xong rồi bé lại ngồi học. Vì bố bé bảo là phải như thế, kỳ thi quốc tế phải đem giải nhất về. Cả trường đang trông chờ vào bé, cả nhà trông chờ vì bé là con nhà danh giá. Người ta gọi bé là con nhà người ta vì bé là con nhà danh giá. Biết nghe lời không phụ lòng ai cả vì bé là con nhà danh giá. Vì của ba bé có nhiều tờ xanh lá vì bé là con nhà danh giá. Đúng không nhỉ? Con nhà danh giá. Let's say con nhà danh giá này. Tu 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 tu. Vì bé là con nhà danh giá này. Tu 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 tu. Vì bé là con nhà danh giá này. Tu 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 tu. Vì bé là con nhà danh giá. Con nhà danh giá. Hold up. Đây có phải là điều bé muốn không chắc? Không chắc. Người ta bảo là số bé sướng, nhà mặt phố, bố làm quan, cháu đích tôn nên là cậu bé vàng. Bé chẳng có gì ngoài chiếc thìa bạc nên trở thành tên ông làm việc cần làm. Ông bé là giáo sư tiến sĩ này, bác của bé từng sang Mỹ du học này. Bố của bé là giám đốc doanh nghiệp, còn mẹ của bé là nhà giáo thâm niên này. Bé học theo bản tâm học cho cả gia đình, cho những ước mơ sẽ bé hoang tráng như một công trình. Học từ thu đông, học xuyên xuân hè, gian nhà của bé nhiều cô ca nhưng thiếu bạn bè. Bé phải học sáng đêm dậy trước cả ông mặt trời ló lên. Bé làm bài đến khi trời tối đen, nhiều đêm bé ngủ trên bàn đã quen. Đây có phải là điều bé muốn? Không một ai chắc chắn điều này, nhưng tất cả không quan trọng bằng lớp phụ đạo 8 giờ tối nay. Vì bé là con nhà danh giá, người ta gọi bé là con như người ta vì bé là con nhà danh giá. Biết nghe lời không phụ lòng ai cả vì bé là con nhà danh giá. Vì của ba bé có nhiều tờ xanh lá vì bé là con nhà danh giá. Đúng không nhỉ? Con nhà danh giá. Let's say con nhà danh giá này. Tu 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 tu. Vì bé là con nhà danh giá này. Tu 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 tu. Vì bé là con nhà danh giá này. Tu 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 tu. Vì bé là con nhà danh giá này. Con nhà danh giá Anoli.